8 giờ tối, đội SOS hướng Nam quận Bình Tân xuất phát đi rảo các tuyến đường. Trước khi đi, chuẩn bị đồ nghề là điều không thể thiếu. Đồ nghề được chia ra làm 2 túi cho 2 đội, một túi cho đội vá xe và một túi cho đội cứu thương. Cuộc gọi đầu tiên nhờ hỗ trợ đến vào lúc 10 giờ đêm. Đó là một tài xế gâu Việt bị thủng lốp xe ngay ở một khu vực vắng vẻ. Mình chạy qua đây tí xíu nè, qua mình đi thì trung bình nó khoảng 3 đến 4 vụ, có đêm những cái hôm mà lễ Tết thì nó vài chục vụ là bình thường. Càng về khuya cũng là lúc đội phải hoạt động nhiều hơn. Vá xe cũng nhiều hơn, nhưng hỗ trợ cho người gặp tai nạn giao thông mới là quan trọng nhất. Ngày Tết, đường vắng hơn, ít người hơn nên sự có mặt của họ càng quý giá. Mọi người cũng sẽ có gia đình riêng, ai cũng có công việc riêng, nhưng mà đội sẽ sắp xếp để hỗ trợ người dân. Ví dụ như hàng tuần 3-5-7 thì người đội sẽ sắp xếp lại là tuần tra hỗ trợ một người dân trong ngày thứ bảy là ngày là phức tạp, hoặc là ngày người ra đường rất là đông, sẽ xảy ra sự cố rất là nhiều. Nên là đội sẽ cố gắng tăng cường tuần tra vào cái ngày thứ bảy. Một lúc mà xảy ra nhiều vụ thì anh em chia ra luôn, có nghĩa là một chia ra là một nhóm là 2 người để hỗ trợ cho nó được nhanh. Nhiều khi có một số trường hợp giống mình đang hỗ trợ ở đây mà người khác ở cách vài cây số gọi thì mình cũng cử mấy anh em đi phụ trách cho nó thực hiện cho nó nhanh cho người bị nạn. Cứ thế, có khi đến 2-3 giờ đêm công việc mới kết thúc. Vậy mà hơn 2 năm nay, đội vẫn kiên trì với việc hỗ trợ người dân gặp tai nạn hoàn toàn miễn phí. Công việc này với đàn ông đã không hề dễ dàng. Vậy mà với chị Võ Thị Kim Ngân, thành viên nữ duy nhất của đội, thì đây lại là một công việc ý nghĩa. Nó mang lại cho mình một cái gì đó gọi là cao cả hơn. Mình biết cảm thông, biết sẵn sàng giúp đỡ người khác hơn nữa. Rồi những cái mà mình không có được trải qua ở cuộc sống bình thường á, có nghĩa là mình sẽ giống như nhiều lúc mình đi ngang mình chỉ có thể nhìn người ta đang gặp khó khăn á, bình thường mình chỉ lướt qua thôi, nhưng mà cái này thì mình có thể là lại hỏi anh đang gặp khó khăn ở chỗ nào, em là người ở bên đội vậy đó, em có thể hỗ trợ gì anh hay không, thì được cách mạnh mẽ hơn nữa chị. Từ những ngành nghề khác nhau như giáo viên, công nhân, tài xế xe ôm, họ đã cùng gặp nhau ở một điểm, đó là sự san sẻ, giúp đỡ mỗi khi ai đó gặp khó khăn khi đi đường mà không cần toan tính thiệt hơn. Đúng như danh xưng mà nhiều người dân trìu mến dành cho đội hỗ trợ người dân quận Bình Tân, những cánh chim không mỏi.